Vâng, xin chào các bạn, xin chào các bạn TikTok fan của Velo Lê Thái Tổ. Và ngày hôm nay trên tay mình đây là một phiên bản G-Shock và có thể nói là khá là hiếm. Một phiên bản G-Shock đến bây giờ thì Velo cũng rất khó khăn mới có thể đưa được mẫu này về. Vừa là chiếc G-Shock GA100A9A. Đây là phiên bản khá là lạ trong dòng G-Shock GA100. Có thể là không nhiều bạn biết là G-Shock GA100 có cái phiên bản màu này. Và hôm nay mình xin đập hộp cho các bạn xem chiếc G-Shock GA100A9A rất là đặc biệt của chúng ta, rất là nổi bật. Và chúng ta cùng xem chiếc hộp G-Shock GA100A9A này sẽ có cái gì nhé. Vâng, và ở dưới phần dưới đáy của hộp thì Casio có bố trí một cái chỗ để chúng ta có thể để được các cái đồ phụ kiện ở trong này. Mà ở đây là sẽ là sách hướng dẫn sử dụng cho module 5081, một cái module rất là quen thuộc với chúng ta ở trên dòng G-Shock GA100, với sách hướng dẫn sử dụng chi tiết, rất chi tiết, với 6 thứ tiếng của Casio biên soạn sẵn. Và đây là cái bảo hành quốc tế International Warranty, các cái chế độ bảo hành quốc tế và các cái đối tác bảo hành quốc tế của Casio G-Shock trên toàn cầu. Và các bạn mua hàng tại Belo thì sẽ được đi kèm với cả cái thẻ bảo hành quốc tế International Warranty Card này, và các bạn sẽ được bảo hành quốc tế trong vòng 1 năm với trên tất cả các đối tác của Casio G-Shock trên toàn cầu. Dạ vâng. Như vậy và chúng ta đã làm xong cái phần mặt sau, và ở phần mặt trên chính là phiên bản G-Shock GA100A9A. Vâng, Umbala, các bạn nào biết được phiên bản này là gì chưa ạ? Bùm. Vâng, đây chính là phiên bản G-Shock GA100A9A của chúng ta. Phiên bản G-Shock GA100A9A sở hữu một vạ màu vàng có thể nói là rất đẹp, và mình cũng sẽ giống như rất nhiều các bạn đã mua phiên bản G-Shock GA100A9A tại Belo sẽ liên tưởng ngay đến Bumblebee của Transformer. Có thể nói đây là một phiên bản rất đẹp, màu vàng rất đẹp và trông nó rất là sang. Màu vàng chúng ta nó màu vàng đậm và được làm trên chất liệu nhựa bóng. Màu vàng đậm trên chất liệu nhựa bóng nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái nhìn nó rất là sâu, và độ hoàn thiện nó rất là thích, và nó bóng ở mức vừa phải và nhìn nó rất là sang. Đó, nó không phải là một cái màu vàng quá bị bệt và nhìn trông nó dại, mà đây là màu vàng nó rất là sâu, nó hơi ngả sang cam một chút. Đó, nó sẽ giúp cho chúng ta là rất là dễ phối đồ với cái một cái màu vàng rất đẹp này, và nó rất là xứng đáng với mệnh danh là chiếc G-Shock Bumblebee. Vâng, và với các bạn nào mà là fan của Bumblebee của series Transformer thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn rất là đáng giá trong bộ sưu tập G-Shock của bạn. Vâng, và G-Shock GA100A9A Bumblebee của chúng ta sẽ có dây này, vỏ này được làm bằng nhựa màu vàng cam, đó, bóng. Và phần móc khóa cũng được làm đồng bộ màu cam, nhưng mà nó sẽ được đánh mờ. Và phần khóa dây của chúng ta thì được làm bằng thép không gì, được sản xuất tại Thái Lan, Casio Thailand ở đằng sau này. Và đây là thép không gì, được mạ bóng, đó, nó rất là đẹp. Và ở mặt sau của chúng ta sẽ có các thông tin, ví dụ như là module máy là 5081 này, thuộc phiên bản G-Shock GA100A. Đó, mặt nắp lưng bằng thép không gỉ stainless steel back này. Rồi bộ máy chuyển động Japan Movement, bộ máy chuyển động ở Nhật Bản này, được lắp ráp tại Thái Lan và chống nước ở mức 200m 23. Vâng, và đây là thuộc tập đoàn Casio. Và các bạn có thể thấy lấp lánh ở đây sẽ là tem vàng chống giả của nhà phân phối Casio Anh Khuê, và Belo là đại lý lớn nhất của họ về ở G-Shock tại Việt Nam. Và trên chiếc G-Shock của A9A này thì chúng ta sẽ có các tính năng như là chống từ, anti-magnetic và cấu trúc hấp thụ lực va đập, nó giúp cho G-Shock GA100A9A chúng ta chống lực va đập rất là tốt, là shock absorbing structural. Và vâng, là cái cấu trúc hấp thụ lực va đập rất là ưu việt trên chiếc G-Shock GA100A9A. Và tính năng cơ bản của chiếc G-Shock GA100A9A sẽ là chống sốc, chống từ, chống nước ở mức 200m, đèn led tự động, dầu quốc tế và bấm giờ thể thao với độ chính xác 1/1000 giây. Và giá niêm yết của nó là 2.967.000. Vâng, đây là một mức giá rất hợp lý, đặc biệt khi mà các bạn đặt mua qua online tại belo.vn hoặc qua hotline của chúng tôi ở đây, thì các bạn sẽ được giảm giá 10%
trên giá niêm yết và nó chỉ còn 2.670.000 mà thôi. Vâng, và nếu mà các bạn có thẻ VIP card của Belo rồi thì vậy thì các bạn hãy nhớ show cái thẻ này ra để được giảm 15% trên cái giá 2.967.000 nhé. Nó sẽ chỉ còn khoảng hơn 2.4 triệu một chút mà thôi. Nó giảm giá nó rất là hợp lý cho một chiếc đồng hồ G-Shock có rất nhiều tính năng này, và đặc biệt nổi bật nhất ở đây đó chính là chống sốc, chống từ, chống nước ở mức 200m. Vâng, và bây giờ mình xin hướng dẫn cho các bạn sử dụng mẫu này luôn. Vâng, ở đây trên màn hình của chúng ta sẽ là cái nút bật đèn và bật đèn module đèn của Casio bố trí cho G-Shock GA100A9A ở vị trí 6 giờ. Chúng ta kích hoạt bằng nút reverse này, và ở đây G-Shock GA100A9A sẽ có chế độ giờ tự động. Các bạn có thể thấy align ở đây. Vâng, và đây chính là cái đồng hồ để biểu thị cái chức năng giờ tự động. Và các bạn giữ nút bật đèn trong vòng khoảng 3 giây, bùm, sáng lên. Vâng ạ, nó sáng cái nút align này lên rồi. Và khi mà các bạn nghiêng cổ tay một góc 45 độ, nó sẽ tự động sáng. Một tính năng rất là hữu dụng cho các bạn mà hay phải xem giờ trong bóng tối. Đó, các bạn có thể thấy là khi mà tôi nghiêng tay lên thì nó sẽ tự động sáng luôn. Module ở vị trí 6 giờ các bạn nhé. Và nếu mà các bạn muốn tiết kiệm pin thì các bạn hãy giữ nút bật đèn lại trong khoảng 3 đến 5 giây nữa. Vâng, và bây giờ nút align của chúng ta đã tắt đi. Và ở chế độ xem giờ bình thường, hôm nay là 24 tháng 7 và hôm nay là thứ 3. Đó, các bạn có thể đổi sang giờ số bằng nút forward này. Đó, ở đây nó sẽ là 1:42. Và để chúng ta chỉnh về đúng cái giờ của Việt Nam thì chúng ta giữ nút adjust. Đó, múi giờ mặc định của nhà sản xuất đang là Tokyo. Và các bạn chỉ cần dùng hai nút reverse và forward ở bên phải đây để các bạn chọn đúng múi giờ. Vâng, và múi giờ của Việt Nam là múi giờ BKK trùng với múi giờ của Bangkok. Do đó chúng ta chỉnh về BKK là lập tức đồng hồ nó sẽ chỉnh về cái múi giờ của Việt Nam luôn. Và các bạn chỉ cần xác nhận bằng nút adjust, vậy là xong. Và bây giờ là 11:43 theo giờ số. Và chúng ta hãy chờ một chút. Đó, đồng hồ sẽ kim giờ kim phút của đồng hồ nó sẽ xoay về 11:43, nhìn nó rất là vui mắt, rất là hay và mang tính tự động rất là cao và nhìn trông cực kỳ là thích. Và để chỉnh các chức năng khác thì các bạn hãy nút nút mode này để chuyển qua các chức năng khác. Và các bạn tổng quát thì các bạn có thể thấy là đây là chế độ xem giờ này, đây là chế độ bấm giờ thể thao này, đây là chế độ bấm giờ đếm ngược này, countdown timer viết tắt là TMR này, và đây là chế độ giờ quốc tế, và cuối cùng là chế độ alarm. Và chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái chế độ này nhé. Đầu tiên là stopwatch, các bạn dùng nút mode để chuyển chế độ stopwatch viết tắt là FTW, và các bạn kích hoạt bằng nút forward này. Đó, chính xác đến phần ngàn giây. Đó, phần ngàn giây ở đây, phần trăm giây ở đây, giây ở đây và phút ở đây. Dừng lại. Vâng ạ. Dừng lại bằng nút forward. Vâng, 660 phần ngàn giây. Ở đây là khoảng 70% giây và 9 giây 0 phút, đương nhiên rồi. Ok. Và các bạn reset bằng nút adjust này, vậy là xong, tất cả nó sẽ reset về không hết. Và để chuyển đến chế độ tiếp theo chúng ta là chế độ countdown timer, chế độ đồng hồ đếm ngược. Các bạn cũng kích hoạt bằng nút forward này. Đó, rất là đơn giản. Countdown timer giây này, phút này và giờ, 24 giờ liền thoải mái đếm ngược. Và dừng lại cũng ở nút forward, reset ở nút adjust. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta muốn điều chỉnh cái giờ đếm ngược này thì sao? Chúng ta hãy giữ nút adjust và nó tít lên thì chúng ta nó sẽ cho chỉnh phần giờ trước, và chúng ta chuyển đến phần phút đi, và chúng ta chuyển lên 5 phút. Ok, bằng nút forward này. Forward là tăng, reverse là giảm. Vâng ạ. 5 phút và xác nhận bằng nút adjust này. Bây giờ việc của chúng ta chỉ cần bật đếm ngược mà thôi, và đếm ngược này nó sẽ tự động lưu lại 5 phút chúng ta đã chỉnh, và lần sau reset lại nó vẫn sẽ là 5 phút. Và bạn hoàn toàn có thể chỉnh như tôi, rất là dễ dàng và rất là tiện lợi. Chiếc này mình xin báo giá lại một lần nữa là 2.967.000, và các bạn đặt mua online sẽ được giảm giá 10%, còn 2.670.000 các bạn có thẻ VIP cả thì các bạn sẽ được giảm giá 15% trên giá niêm yết này nhé. Nó chỉ còn khoảng 2.4 triệu mà thôi. Vâng, và tính năng tiếp theo là tính năng giờ quốc tế viết tắt là WT của World Time. Vâng, và World Time này nó sẽ là giờ UTC, là giờ mốc 0, giờ mốc chuẩn quốc tế. Và như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, nói chung là Việt Nam chúng ta là GMT cộng 7. Vâng, và đây chúng ta dùng nút forward để chuyển đến các thành phố khác trên thế giới mà các bạn yêu thích. Các bạn có thể để Hồng Kông, đó, Đài Loan, Nhật Bản, Sydney,
rồi Paris, rồi New York, rất rất là tiện lợi và chỉ cần chỉnh cho nút forward này thôi, và nó sẽ lưu trữ cho các bạn 48 giờ của 48 thành phố khác nhau trên thế giới. Vâng, và các bạn hoàn toàn có thể chỉnh rất là tiện lợi ở nút forward này. Vâng, và một tính năng cuối cùng, vâng, đấy chính là tính năng alarm, bật giờ báo thức. Các bạn hãy để ý cái phần đồng hồ phía trên bên trái phần nhỏ này, nó sẽ viết tắt là alarm. Đó, viết tắt là AL này, đấy chính là alarm, là báo thức. Và các bạn hãy nhìn tôi bật báo thức, đó, on lên thì nó sẽ sáng alarm này lên, và tắt đi, nó sẽ tắt đi. Và để chỉnh giờ báo thức, chúng ta giữ nút adjust, đó, tít lực một cái, chúng ta có thể chỉnh giờ, forward để tiến lên 7 giờ, vâng, mode để chuyển sang phút, 7 giờ, 5 phút, ok, 3 phút đi, thì dùng nút reverse để chuyển lại, xác nhận, vậy là xong, đồng hồ của chúng ta đã được set up giờ báo thức, và 7:03 phút sáng ngày mai nó sẽ kêu tít 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 lên, và các bạn có thể tắt nó đi đơn giản bằng nút adjust lại. Và trên chiếc G-Shock GA139A của chúng ta sẽ có đến 5 chế độ báo thức, với 4 chế độ báo thức đơn và 1 chế độ báo thức lặp. Lặp ở đây là gì? Khi bạn tắt hẳn báo thức này đi thì nó mới tắt, còn không thì cứ 3 đến 5 phút nó lại kêu lại một lần. Đấy, nó là một tính năng rất là tiện lợi cho các bạn hay cố ngủ nướng của chúng ta. Và mình xin lại tiếp tục báo giá một lần nữa là 2.967.000 là giá niêm yết, giảm 10% khi các bạn đặt mua qua website belo.vn, mua hoặc qua hotline của chúng tôi. Đó, nếu mà các bạn có thể VIP card thì các bạn sẽ được giảm giá 15%. Vâng, và đó cũng chính là chức năng alarm, cũng chính là chức năng cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Đó chính là chức năng cuối cùng trên chiếc G-Shock GA100A9A của chúng ta. Và ở chế độ chỉnh giờ này, chúng tôi nhắc lại một lần nữa là bạn có thể đổi giữa 24 tháng 7 và 11:48 qua nút forward này, rất là tiện lợi, bật đèn ở đây. Vâng, và đây chính là chế độ timekeeping mode, là chế độ bấm giờ thể thao, chế độ xem giờ bình thường của chúng ta. Vâng, và với một chiếc G-Shock có một cái thiết kế rất rất là nổi bật nhưng rất đẹp, nhìn rất sang, kim vàng đồng bộ ở các vạch chỉ giờ, cũng được điểm vàng rất đẹp, mặt đen lôi cuốn và cuốn hút như này, thì mình tin chắc với một mức giá 2.967.000 này, 100A9A sẽ rất dễ dàng là thuyết phục được các bạn yêu thích G-Shock, và đặc biệt là những bạn yêu thích G-Shock màu vàng. Và cái phiên bản này thì bây giờ hiện tại nó đã trở thành khá là hiếm, vì Casio G-Shock đang giới hạn cái số lượng sản xuất cái mẫu G-Shock GA100A9A này, nên Belo cũng sẽ không còn nhiều cái mẫu này đâu. Nên là nếu mà các bạn nào có yêu thích mẫu này thì hãy nhanh tay đặt mua cùng chúng tôi, và các bạn sẽ nhận được đầy đủ những cái phụ kiện như là hộp sách hướng dẫn sử dụng, đó, sách về bảo hành quốc tế, rồi thẻ bảo hành quốc tế. Khi các bạn mua G-Shock GA100A9A tại Belo thì các bạn sẽ được cái thẻ bảo hành quốc tế áp dụng trên toàn cầu 1 năm cho thân máy. Và còn những phần quà không thể thiếu, đấy chính là thẻ thay pin G-Shock miễn phí trọn đời. Các bạn không bao giờ phải lo về việc thay pin với thẻ thay pin này tại Belo. Và các bạn sẽ được tặng thẻ VIP card khi mà các bạn mua chiếc G-Shock GA100A9A này, để các bạn được giảm giá 15% cho các G-Shock tiếp theo các bạn mua. Và không thể thiếu được, đấy chính là những bộ vòng đeo tay G-Shock đã cuốn hút, lôi cuốn rất rất nhiều các bạn yêu thích G-Shock trên cả nước. Đó, tất cả các mẫu đồng hồ G-Shock bán ra sẽ đều được tặng kèm những cái chiếc vòng, và với những cái màu sắc rất rất là nổi bật và đa dạng như này, mình sẽ tin là các bạn sẽ nhanh chóng tìm được cho mình một phiên bản ưng ý và rất chất, và chỉ có riêng bạn có mà thôi. Vâng, và mình rất là mong nếu mà có điều kiện thì các bạn hãy qua Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là một địa chỉ rất là đẹp, nằm ngay tại bờ hồ Hoàn Kiếm, trung tâm nhất tại thành phố Hà Nội hiện nay. Và mình rất là mong được gặp trực tiếp các bạn ở cái đó, ở chỗ Belo Lê Thái Tổ. Và nếu mà các bạn không tiện thì các bạn hãy đặt mua online để ủng hộ chúng tôi qua website belo.vn, hotline 02466869898. Chúng tôi sẽ phục vụ các bạn ngay lập tức và miễn phí vận chuyển COD trên toàn quốc. Vâng, mình rất là mong nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.